ngâm lão me hơn 400 năm tuổi giá triệu USD tại Hội Hoa Xuân thành phố Hồ Chí Minh. Trong số hơn 3.000 hiện vật, hoa kiển được trưng bày tại Hội Hoa Xuân Tết Mậu Tuất 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, lão me hơn 400 năm tuổi có tên gọi trường tồn khiến nhiều khách tham quan ngẩn ngơ. Đến tham quan tại Hội Hoa Xuân Tết Mậu Tuất tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người trầm trồ khi được chiêm ngưỡng tác phẩm Lão Me mang tên Trường Tồn của tác giả Trần Hiếu Dân thuộc Hội Sinh vật cảnh thành phố Hồ Chí Minh. Theo tác giả, điểm độc đáo của tác phẩm này là cây me không phải cây, lão me vươn mình qua hàng thế kỷ sống nhờ vỏ cây, nhưng vẫn đơm hoa kết trái quanh năm, đúng với tên gọi Trường Tồn. Lão me vững chãi được đặt trên chầu gô lũa có đôn rồng nâng đỡ, với cảnh nước róc rách len qua núi đá càng tạo thêm vẻ nên thơ hữu tình. Tính cả chậu và tán, lão me cao gần 3 mét, bề ngang 4,2 mét. Từ khi dự triển lãm tại đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, lão me đơm hoa kết trái quanh năm. Từ gốc lên, lão chia làm 3 nhánh thân từ thấp đến cao, các cành được phân bố tạo dáng hình tam giác. Dù trải qua trương gió hàng trăm năm, lão me vẫn sinh trưởng tươi xanh, năm nào cũng cho trái triểu cành. Chỉ sống nhờ vỏ, trong khi thân cây rất cứng nên lão me được ví như da sắt xương rồng. Chùm rễ cây chằng chịt quấn lấy nhau tượng trưng cho sự đoàn kết của dân tộc, còn thân cây phân thành ba nhánh là đại diện cho các dân tộc của ba miền Bắc, Trung, Nam. Vỏ me rần rùi nhưng vô cùng cứng cáp như da sắt xương rồng, thể hiện tinh thần bất khuất của dân tộc. Theo tác giả Trần Hiếu Dân, trước đây lão me rất ít khi ra trái, tuy nhiên từ khi đưa đi triển lãm đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội thì những năm gần đây lão me đơm hoa kết trái quanh năm. Nhiều người cũng trả giá cho lão me này, nhưng tôi thấy họ chỉ trả cho vui chứ không quyết tâm mua lắm. Nếu phải sang tên đổi chủ, tôi sẽ bán một cặp với giá 1,6 triệu USD, tức khoảng 34 tỷ đồng, ông Trần Hiếu Dân nói. Hình ảnh nước chảy róc rách qua khe núi khiến dưới gốc lão me càng khiến khung cảnh nên thơ. Tác phẩm Đi một cặp với lão me mà tác giả Trần Hiếu Dân nói mang tên Thịnh Vượng, từ gốc cây sao ru cao 2m, bề ngang 1,7m, tác giả đã điêu khắc thành hình ảnh thần tài ngồi gốc đầu tiên. Tác phẩm được đặt trên phiến gỗ với chân đế là 4 con rùa cổ cao 30cm. Kỳ lạ cây cảnh bạc triệu chơi Tết sau nhổ ra ăn dần. Những cây nấm linh chi bonsai có giá từ vài trăm đến vài triệu sau khi được trưng trong dịp Tết có thể cắt ra để pha trà, ngâm rượu hoặc chăm sóc tiếp. Nấm linh chi được sáng tạo theo dáng bonsai để bày bán trong dịp Tết. Nấm có xuất xứ từ Hàn Quốc, ưa ẩm thấp nên rất khó trồng ở Việt Nam. Hiện ở Hà Nội, rất ít cửa hàng bán loại cây cảnh độc lạ này, giá của mỗi chậu dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng tùy theo kích thước. Anh Nguyễn Đức Hoàng, chủ cửa hàng bán nấm linh chi trên phố Hàng Lược cho biết, trong một lần công tác ở Seoul, Hàn Quốc, đến nhà bạn chơi, thấy chậu nấm trên bàn uống nước, thấy lạ, nên khi về nước, anh đã lên ý tưởng mua cây ghép cho lên chậu. Những chậu cây đặc biệt này được bày bán trong chợ hoa Hàng Lược, nhập nguyên cây từ Hàn Quốc, sau đó được cho vào chậu cùng với tiểu cảnh. Do khí hậu khác biệt với Hàn Quốc, nên nấm linh chi trồng ở Việt Nam lá không to ngang mà đâm thẳng, vươn lọc nhỏ. Nấm linh chi tạo thành những chậu cây cảnh bonsai, mất từ 4 đến 6 tháng ươm trồng. Nhiều người chọn nấm linh chi bonsai làm cây cảnh trang trí trong nhà vì chúng có mệnh mọc, sắc đỏ, với ý nghĩa mang đến cho chủ nhân sự may mắn, trường tồn. Nấm linh chi bonsai chậu được trang trí bổ sung với phong thủy nhằm đáp ứng nhu cầu cho nhiều đối tượng yêu nấm khác nhau. Anh Hoàng cho biết ngoài làm cảnh, sau Tết người chơi có thể dùng làm thuốc. Nếu chăm sóc tốt, nấm vẫn tiếp tục sinh trưởng từ 8 tháng đến 1 năm. Giá mỗi chậu nấm linh chi kèm nhiều tiểu cảnh dao động từ 450.000 đồng đến gần 5 triệu đồng. Mức giá này cũng phụ thuộc vào tuổi đời của nấm, kích thước hay mức độ công phu trong tạo hình. Chậu linh chi có tên đồng đường Phúc Chi Mai được trang trí thêm cây kim tiền và mai hồng có giá 4,2 triệu đồng.
Để nấm linh chi sống lâu, những chậu nấm này đã thiết kế một túi dinh dưỡng bao quanh là cỏ hoặc rêu để giữ độ ẩm. Khách hàng mua về chỉ cần xịt nước thường xuyên vào túi, nấm linh chi sẽ giữ được lâu. Chậu nấm linh chi mang tên Nghinh Xuân Dẫn Lộc, kèm theo một cây mai đỏ có giá 4,6 triệu đồng. Loại cây có thể phát triển bình thường khi bày trong nhà. Táo cảnh bonsai Trung Quốc đang gây sốt thị trường Tết. Thế nhưng ít ai biết rằng những cây táo sai triệu quả đó được một số nhà vườn dùng thủ thuật gắn quả vào thân cây bằng keo. Tết năm nay, táo cảnh bonsai Trung Quốc dù không phải là hàng mới nhưng vẫn gây sốt thị trường với giá bán dao động từ 2,5 đến 5 triệu đồng trên một cây tùy vào số lượng quả. Theo dân buôn quảng cáo, táo cảnh bonsai thực chất là giống táo lùng, cao khoảng 50-60cm, lá hình bầu dục. Trên cây táo có cả hoa, lá và quả. Quả có hai loại là quả táo đỏ và táo hồng. Lượng quả trên cây tùy thuộc, có cây 9 quả, cây 10 quả, cây 12 quả. Giá cây phụ thuộc vào lượng quả và dáng thế. Khi chưng Tết xong, có thể đem ra vườn trồng để những năm sau cây có thể ra hoa đầu quả. Một chủ hàng ở Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội cho hay mới nhập táo cảnh bonsai từ Quảng Đông, Trung Quốc về bán khoảng 10 ngày, nhưng đến nay anh đã bán được khoảng 1.000 cây táo cảnh loại này. Các chủ hàng cũng cho biết, để táo sai triệu quả, các nhà vườn phải lai ghép dùng chất kích thích, chất đầu quả, nhờ đó táo cảnh có thể chơi Tết 2 tháng mà không sợ hỏng và rụng quả. Thế nhưng, mới đây chị Nguyễn Thị Thùy, chủ cửa hàng một cây cảnh ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội còn tiết lộ quả trên cây táo cảnh đều được gắn keo chắc chắn. Tôi kiểm tra hàng lúc nhập về cả 10 cây, phát hiện gắn keo cả 10. Chị Thùy cho hay, dịp Tết này thấy táo cảnh bonsai đang gây sốt nên cách đây khoảng nửa tháng chị quyết định bán online, nhận order rồi nhập hàng về trả khách sau. Xong, hôm qua cửa hàng nhập lô táo đầu tiên chị tá hỏa vì táo không giống như quảng cáo. Nhìn cây thì rất đẹp, dáng thế chuẩn, quả sai triệu cành, mỗi quả đều được bọc túi ni lông bên ngoài cẩn thận để bảo vệ và chống bị rụng khi vận chuyển. Tuy nhiên, đến khi tháo chiếc túi ni lông đó ra, chị thấy là lạ là tại sao phần cuống táo gắn kết với cành lại nhô thêm lên một đoạn ngắn, nhìn kỹ như cuống táo. Đáng chú ý, chị thấy có cái gì màu trắng như keo gắn trên cây còn thừa ra, đoán là quả đó bị gắn keo. Tôi bèn kiểm tra tất cả các quả còn lại trên cây thì đều giống hệt như vậy. Chuyển sang kiểm tra các cây khác trong lô hàng ấy cũng không khả quan hơn. Tất cả quả đều được gắn keo chặt vào cành, chị nói. Họ gắn rất tinh vi bằng cách lấy một chiếc dùi đục tạo một lỗ nhỏ trên cành, sau đó chọn những quả táo có cuống dài, đút cuống của quả táo vào lỗ nhỏ đó rồi gắn keo lại. Một chủ buôn cây cảnh tiết lộ rất nhiều cây táo có quả được gắn keo vào cành chứ không phải là quả thật. Nếu khách mua chỉ nhìn qua thì rất khó phát hiện táo được gắn keo, đặc biệt khi mối bán còn bọc túi ni lông bên ngoài quả. Thấy tất cả các cây trong lô hàng nhập về quả đều bị gắn keo, chị Thùy quyết định trả lại hết nhà vườn, bởi chị đặt cây táo bonsai có quả chứ không đặt táo gắn keo. Từ trước đến giờ trên thị trường, người mua phát hiện rất nhiều loại cây cảnh gắn keo như cây sung, cây hoa các loại. Thế nên, với loại táo cảnh bonsai Trung Quốc đang gây sốt trên thị trường, dù không dám khẳng định tất cả 100% đều được gắn keo, nhưng theo chị Thùy, lúc đi mua, khách hàng cần kiểm tra thật kỹ cuống, đặc biệt nhìn xem có phần keo trắng thừa ra không.